Em chào toàn thể anh em đam mê đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip của em hay cho em xin một like anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Nay em lên được cho anh em 2-3 con mộc bùi, toàn những con rất là đẹp anh em ạ. Em sẽ lên thông tin đầy đủ cho anh em tham khảo. Anh em cố gắng theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Con đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em là cái con lồng số 73 này anh em ạ. Một con chim có quả yếm rất là sâu động, rất là đẹp, bóng bụng tướng tá rất là đẹp. Chim này nó rơi vào khoảng tầm 5 tháng lồng, chim cũng bụng to đẹp, không có tật lối anh em nhé. Và con này em cũng lên em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.200.000. Chim hiện nay là đang thay lông anh em ạ, còn chưa xong lông, chim lửa khói còn rất là yếu. Anh em nào mà bắt thì anh em về cố gắng chăm thêm anh em nhé. Lông là nhìn chưa xong, nhìn còn hơi tả tơi anh em ạ. Đó thì là con 73 này thì là 1.200.000 anh em nhá. Còn rồi em chuyển qua cái con tiếp theo. Một con chim hơn 2 tháng lồng, một con mộc bổi rất là vip anh em ạ. Bóng bộ tướng tá rồi nhìn cái con chim nó nhảy, nhìn rất có tương lai anh em. Con này thì là một con chim nó rơi vào khoảng hơn 2 tháng anh em ạ. Chim cùng bộ to đẹp, chim không có tật lối. Anh em nhìn tướng tá bóng bộ cái lên con chim nó nhảy. Thực sự em nghĩ nó là một con chim tiềm năng anh em ạ. Đó, con này thì là em để là con số 2 nha anh em nhá. Con số 2, anh em nào mà ưng con này thì anh em báo với em là con số 2. Và con này em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.700.000 anh em nhé. Đó, đây là cái clip em mới bắt về, em thả vào lồng, em quay qua gió nét hơn cho anh em xem tham khảo cho nó dễ hơn anh em ạ. Nhìn mặt mũi bóng bụng tướng tá con chim rất là đẹp. Con này thì vẫn là cái con số 2 đấy anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua cái con số 3 này cho anh em tham khảo. Con này thì hôm nọ em cũng đăng qua cho anh em xem, nhưng mà em cũng chưa lên thông tin về báo giá. Thì nay em lên lại thông tin cho anh em cùng xem anh em nhé. Con bên phải màn hình đấy anh em là một con bùi rơi vào khoảng tầm 3 tháng lồng anh em ạ. Một con chim bộ trung to, nhưng mà mỏng lông, mình ống mỏng lông dài đòn anh em ạ. Chim rất là gấu, chim mà không có tật lối anh em nhé. Em kè với cái con chim ở lồng sinh là cái con mà em cũng hay đăng về đấy anh em, mà nó cũng không sợ anh em ạ. Và con này em cũng chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000. Thông tin của từng con em cũng đã lên cho anh em xem tham khảo. Anh em nào mà ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Nếu anh em nào mà không ưng hoặc là anh em thấy đắt thì em hẹn anh em clip khác anh em nhé. Cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi và xem clip của em.